Rồi xin chào quý anh chị nhé. Đây là con Xpander Eco màu xám bạc nè anh chị. Em có sẵn giao liền. Xe có mặt tại Mitsubishi Trường Chinh luôn anh chị. Có thanh toán tiền thôi là hai ngày em giao xe liền cho anh chị ha. Em còn một chiếc màu đen nữa và một chiếc màu xám bạc này. Đây là cái dòng số tự động thấp nhất của Xpander, xe vẫn nhập từ Indo nên anh chị. Và bây giờ trong những ngày cuối tháng 2 này anh chị mua bên em thì em sẽ ưu đãi cho anh chị là giảm thẳng cho anh chị là 30 triệu tiền mặt. Niêm yết của nó là 598, em giảm thẳng 30 triệu ha. Ngoài ra em sẽ tặng cho anh chị một cái bộ phụ kiện rất là chất lượng. Đầu tiên là một cái dán phim cách nhiệt toàn bộ xe. Thứ hai là em sẽ hỗ trợ cho anh chị một cái lót sàn bên dưới. Và điểm thứ ba nữa là khi anh chị mua con màu bạc này em tặng cho anh chị bộ ghế da. Em đã lắp sẵn ở đây bộ ghế da này anh chị. Nó có hai tông màu cam màu đen, nhìn cũng rất là cá tính ha. Tất cả các ghế em đều đã lắp sẵn cái bộ ghế da rồi. Và cái ghế nguyên bản của con này là ghế nỉ thì em đã lột ra và em để đằng sau ha. Nguyên bản khi anh chị mua con này á, là anh chị không cần phải chờ đợi tụi em lắp may cái bộ ghế da nữa mà em đã lắp sẵn rồi đó. Còn nếu như anh chị lấy con màu đen á, thì anh chị muốn cái ghế da này em có thể lắp cho anh chị luôn. Và bây giờ em sẽ tặng cho anh chị nhé, giảm 30 triệu tiền mặt kèm theo cái bộ phụ kiện là bộ ghế da này, dán phim cách nhiệt và lót sàn đó. Đó là những cái hỗ trợ hiện tại của bên em khi anh chị mua cái dòng Xpander Eco. Và anh chị chỉ cần bỏ thêm 5 triệu đồng nữa thôi là em hỗ trợ cho anh chị được cái bảo hiểm thân vỏ. Không kinh doanh nha, còn kinh doanh thì anh chị bỏ giúp em 7 triệu, còn không kinh doanh thì bỏ giúp em 5 triệu nữa thôi là em hỗ trợ cho anh chị được thêm cái bảo hiểm. Đó là bảo hiểm bên em hỗ trợ giá rất tốt luôn đó anh chị. 5 triệu đồng anh chị ra bên ngoài không thể nào mua được cái bảo hiểm vật chất cho một con xe 7 chỗ với mức giá như con xe này đâu anh chị, không thể nào. Ngay cả cái con Astray bây giờ cái bảo hiểm rẻ nhất của nó đã là 6 triệu rưỡi rồi. Nhưng với cái dòng Xpander Eco này em hỗ trợ cho anh chị được chỉ có 5 triệu chúng ta lấy được cái bảo hiểm thân vỏ. Đó, còn xe kinh doanh á, xe chạy ráp thì anh chị bỏ 7 triệu giúp em. Đó. Cái dòng này thì phía sau nó phanh tăng trống ha, mâm vẫn là mâm đúc nhưng mà không có phay đâu, 16 inch. Đèn phía sau vẫn là đèn led nè anh chị, cốp cơ nha. À, thì đối với cái dòng Eco này là cái dòng mà dành cho những anh chị mà cần một cái xe số tự động mà chúng ta ưu tiên giá nó mềm hơn để kinh doanh dịch vụ hay như thế nào đấy, hay vì mục đích kinh tế thì anh chị chọn cái dòng này. Thì nó sẽ có một số cái nó không được như bản rì đâu. Nhìn cho phanh của nó là phanh cơ hơi thô chứ nó không được là phanh điện tử. Rồi cái màn hình của nó thì sẽ nhỏ hơn và nó không có camera 360. Vô lăng thì nó là sẽ không có cái phím bấm trên đó. Nhưng mà hệ thống cân bằng điện tử này, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử này kia là nó vẫn có đầy đủ. Và cái viền chân kính nó không được mạt rôm, tay nắm cửa của nó cũng không được mạt rôm. Đây nè, anh chị xem bên này là con Premium, bên này là con Eco. Đó. Thì Premium là tay nắm cửa mạt rôm nè, viền chân kính mạt rôm nè, rồi cái ốp của cái gương nó sẽ mạt rôm. Nhưng mà cái con Eco này thì nó không có được mạt rôm mà các chi tiết đó. Nó vẫn có đèn ban ngày ha. Nhưng mà cái đèn đây nè, đèn pha cốt của nó thì chỉ là đèn halogen thôi. Anh chị cần thì có thể nâng cấp sau bên ngoài nhé, để nó tăng độ sáng thêm. Nó vẫn có đèn sương mù. Dạ. Hiện tại em đang ưu đãi cho anh chị đối với con Eco này nhé. Giao liền là em có hai con, một con màu bạc, một con màu đen, giảm 30 triệu tiền mặt. Kèm theo là tặng cho anh chị bộ phụ kiện bao gồm là dán phim cách nhiệt, lót sàn và bộ ghế da. Đây. Bộ ghế da rất là đẹp, chất lượng đó anh chị. Anh chị có thể tới đây để cảm nhận trải nghiệm ngồi trên thử cái xe này để anh chị thấy cái bộ ghế da của bên em nhé. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.